đối diện với là loại dòng tiền này dạ. là một cái hành trình rất là lâu, chứ không phải là 1-2 ngày, 3-4 ngày là em tìm kiếm được dạ. rất là lâu, có thể là 6-7 tháng, 1 năm dạ. Mà quan trọng nhất là em phải động viên và chăm sóc em tiên tốt như thế này thì sẽ sớm bình phục dạ. Về khi mà anh em đăng clip lên đó thì có nhiều của chúng chị mà muốn, ví dụ mà muốn sau này tiên á khỏe mạnh lại đi đứng được rồi tự chăm sóc cho bản thân thì muốn nhận em đi làm trên Sài Gòn, Bình Dương này em có đi làm không? Dạ thì em sợ xa quá cho nên là em cũng ngại á, tại vì nhà thì còn ông bà ngoại với lại còn mẹ em rồi còn chị hai em nữa. Không, nhưng mà cái đó sau này thì chị Tiên em khỏi bệnh như là chị Tiên chăm sóc không được gia đình em mà. Ví dụ bà ngoại thì chị Tiên em chăm sóc em. Dạ đó. Tại vì em muốn gần nhà để có gì tiện để về nhà, tại vì em cũng không muốn làm xa nhà. Có cái phong cách mình tỉnh hơn không? Dạ, thì... Bây giờ em anh thấy em mặc những cái bộ đồ dạ, có thì, vẻ như em tỉnh hơn á. Dạ thì trước giờ em mặc đồ cũng muốn người ta cho em không à. À, à người ta cho hả? Dạ. Người ta cho sao thì em mặc vậy thôi anh. Có các cô chú yêu thương em thì mua đồ tặng cho em thì em nhận thôi. Bây giờ như kiểu như mua cho em bộ váy này, rồi bộ mua bộ cho em bộ những đồ phong cách nữ tính hơn em có chịu mặc không? Dạ chịu. À. Bây giờ thì em muốn cho em đi mặc những cái bộ gọi là bộ đồ áo cụ rồi những người khác em đi những người họ cho thì anh cũng không anh nhìn theo cái bề vẻ bên ngoài còn ở trong á thì anh thấy em là thích mặc đồ hip hop hơn đúng không? Dạ thì đúng, giống như là cái gọi là cá tính hơn chứ không muốn là mặc đồ bình thường thì mị hơn đúng không? Dạ anh có một cái điều đó thì những cái em nãy em chia sẻ với anh báo rằng là em đa số quần áo em mặc là đa số là người ta cho dạ. Tại sao mà mình không mua được cái sao? Dạ thì tiền thì em đã dành để lo phụ giúp gia đình và lại lo tiền ăn lo mãi á. Cũng tiền nha, đồng nào cũng có cái hoàn cảnh gia cảnh của mình cũng rất là khổ cho nên mình không có xài không phí được ai cho thì mình phải hướng nhận dạ. Của em thì anh nghe nói hôm nay hình như là ba của em tin lên hả? Dạ thì cái tin này thì em chưa có nghe tại vì bà ngoại bệnh mấy hôm trước là lúc mà Tiên lên Sài Gòn thì chị bệnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Sức khỏe của bà như thế nào rồi em? Dạ thì bà ngoại hôm qua bà ngoại em đi chuyển nước biển về rồi, hôm nay bà ngoại em cũng ổn ổn rồi anh. Cái nghĩa là vô viện xong rồi về chắc khỏe là mới dạ. Về. Bây giờ dưới bà ngoại nằm dưới ngoại không? Dạ là mẹ em. Rồi mẹ em có bán vé số à? Dạ thì bà mẹ em đã bán vé số xong rồi mẹ em về nấu cơm nấu nước. Còn nếu mà cậu ba ở nhà thì cậu ba cũng chăm sóc tiếp cho ông ngoại rồi chăm sóc dạ, tiếp cho bà ngoại. Mẹ em một ngày bán khoảng 100 tờ giấy số thì dạ. 100 tờ giấy số thì là được khoảng 100 ngàn không? Dạ 100 ngàn. 100 ngàn đó thì chắc là nếu mà cũng sắm cái đồng ở dưới đó thì chắc ổn ha. Dạ. Đủ luôn chứ không phải là dư. Dạ. Rồi tối là nghe nói là Tiên ngủ mấy hôm nay thường thường hay nhớ hả? Dạ đúng rồi anh, chị hai em bị ám ảnh cái thai băng đó. Dạ. Rất đau mỗi lần thai băng rất là đau. Dạ. Tại vì bó sát vô cái người mình, cái da của mình á. Dạ. Tháo người rất là đau. Cái vết thương này nổi cách nổi ha. Dạ ổn nhiều anh, dạ. Thì hôm anh ở dưới nhà thì nghe ba của Tiên nói là bây giờ đang những cái da đó đang nghe mùi hôi. Thì bây giờ trên mấy ngày em ở bệnh viện á, em có nghe mùi hôi ở cái da của chị Tiên nữa không? Dạ thì chị hai em thay băng rồi thì cũng đỡ hôi anh. À, dạ. Nhưng mà mình nghe mùi đúng không? Mùi giống kiểu mùi dạ. Hôi đúng không? Dạ. Tất nhiên là cái đó nó dẫn ra ánh tính. Bỏng mà thì phải có nghe mùi đó anh. Nhưng mà anh thấy như thế này nè. Là ở trong phòng, hiện tại trong phòng mà viện của em Tiên đó là phòng có bao nhiêu giường vậy? Dạ, tới 8 giường đó anh. 8 giường? Dạ. 8 giường là 8 người. Và dạ. Một giường vậy là tính ra những đôi lên là khoảng 16 người, dạ. Mấy người trăm nữa. Dạ. Tối người ta cho bác sĩ cho mình ngủ kia ở đó luôn hay? Dạ, đúng rồi anh. À, mình trải chiếu dưới đất mình nằm. Dạ. Rồi ăn uống, đồ nước ngôi là mình mua ở ngoài vô. Dạ, thì chị hai muốn ăn gì thì mua ở ngoài vô. Tại vì cơm của bệnh viện cũng có phát, nhưng mà chị hai không ăn thì em sẽ ăn bằng cơm đó.
chị hai Tiên hồi. Anh nghe nói là như là em là giai anh chị của Tiên mà đúng dạ, không? Dạ em là chị của chị Tiên. Rồi mà sao mà gọi chị hai? Dạ tại vì từ nhỏ tới lớn thì em sống với chị hai, thì chị em lấy cha lớn nên là em kêu mà chị hai là nhỏ tới lớn. Tại vì khi mà anh em đăng clip lên thì có những cái bình luận nó ủa sao kêu kỳ, thì hôm nay anh sẵn anh nhớ em hỏi em luôn. Dạ. Em là nhà em là con một ha. Dạ. Tiên là mấy anh em của. Dạ, chị hai thì cũng là con một luôn. Dạ. Đồng nhất như vậy luôn. Dạ. Cái rồi sau này á, nếu mà đến chị hai của em đã khỏi điều trị khỏi hẳn rồi thì cái dự tính của em thì sẽ làm công việc gì á Cam ấy? Dạ thì sau này em thấy ở đâu mướn thì em làm thôi. Chẳng ví dụ như công ty. Dạ. Tại vì em cũng chưa có ý định gì hết cho nên là thì tới đâu thì em tính. Tại vì hiện tại bây giờ cũng chưa tính được. Dạ. Em cũng trước mắt của em đối diện với là em Tiên này. Dạ. Là một cái hành trình rất là lâu chứ không phải là 1-2 ngày 3-4 ngày là em Tiên đi được. Dạ. Rất là lâu, có thể là 6-7 tháng 1 năm. Dạ. Và quan trọng nhất là em phải động viên và chăm sóc em Tiên tốt như thế này thì sẽ sớm bình phục. Dạ. Về khi mà anh em đăng clip lên đó thì có nhiều của chúng chị mà muốn ví dụ mà muốn sau này Tiên á khỏe mạnh lại đi đứng được rồi tự chăm sóc cho bản thân thì muốn nhận em đi làm trên Sài Gòn Bình Dương này em có đi làm không? Dạ thì em sợ xa quá cho nên là em cũng ngại á, tại vì nhà thì còn ông bà ngoại với lại còn mẹ em rồi còn chị hai em nữa. Không nhưng mà cái đó sau này thì chị Tiên em khỏi bệnh là chị Tiên chăm sóc không được gia đình em mà ví dụ gần ngoại thì chị Tiên em chăm sóc em. Dạ được. Tại vì em muốn gần nhà để có gì tiện để về nhà, tại vì em cũng không muốn làm xa nhà. Là em muốn làm gần nhà để tiện đi tới đi lui chăm sóc ông bà già bà ngoại rồi này nọ luôn. Dạ. Như Tiên này nọ, tại vì thậm chí mà Tiên bây giờ bình phục lại chưa chắc gì đã đi lại cứng gáp như anh em mình được. Dạ. Đúng không? Bây giờ một tấm lòng của Trà My là một cái tấm lòng rất là cao cả. Mới có 18 tuổi mà dám hy sinh bản thân mình, bỏ những cái cuộc chơi hay bỏ những cái việc đi chơi cái gì để mà chăm sóc chị Tiên trong mười mấy tháng rồi, phải nói là một cái tấm lòng rất là quý giá, một cái tấm lòng phải nói là không có thể mà ai mà làm được, không thể ai cũng làm được giống như Trà My đúng không đồng cặp? Hiện tại bây giờ là hôm nay đó là ngày thứ tư đúng không? Dạ. Ngày thứ tư rồi ha. Thì em thấy là tình hình cũng ổn, nhưng mà tối khi mà Tiên ngủ á thì cũng hay mớ này nọ về những cái thay mỗi lần thay băng. Thường là trung bình là phải 3 ngày mới thay băng lần. Dạ. Rồi hôm qua tới giờ có đóng viện phí gì nữa không? Dạ không anh. Không ha. Vậy là từ hôm bữa mình lên đây mình đóng viện phí là 2 lần. Dạ. 2 lần thôi. Em anh khuyên My như thế này nè, cố gắng ăn uống để mình có sức khỏe để mình chăm em Tiên. Dạ. Bữa nay xanh sao ống nhôm luôn rồi kìa. Tới đây luôn chăm sóc bằng bà già, bà ngoại đồ này nọ luôn với Tiên này nọ. Tại vì thậm chí mà Tiên bây giờ bình phục lại chưa chắc gì đã đi lại cứng gáp như anh em mình được, đúng không? Nói chung là bây giờ một tấm lòng của Trà My là một cái tấm lòng rất là cao cả. Mới có 18 tuổi mà dám hy sinh bản thân mình, bỏ những cái cuộc chơi hay bỏ những cái việc đi chơi cái gì để mà chăm sóc chị Tiên trong mười mấy tháng rồi, thì phải nói là một cái tấm lòng rất là quý giá, một cái tấm lòng phải nói là không có thể mà ai mà làm được, không thể ai cũng làm được giống như Trà My đúng không đồng cặp, đúng không? Hiện tại bây giờ là hôm nay nữa là ngày thứ tư đúng không? Ngày thứ tư rồi ha. Thì em thấy là tình hình cũng ổn, nhưng mà tối khi mà Tiên ngủ á thì cũng hay mớ này nọ về những cái thay mỗi lần thay băng. Thường là trung bình là phải 3 ngày mới thay băng lần. Rồi hôm qua tới giờ có đóng viện phí gì nữa không? Vậy là từ hôm bữa mình lên đây mình đóng viện phí là 2 lần. Em anh khuyên My như thế này nè, cố gắng ăn uống để mình có sức khỏe để chăm Tiên. Bữa nay xanh sao ống nhôm luôn rồi kìa, mặt tái mét luôn rồi. Tại rồi xin. Rồi hôm nay thấy có vẻ da dẻ xanh sao quá. Có nhiều người ta thương em lắm, nhưng mà cô chú chị không phải là người nào cũng giúp mình, cũng có duyên cái đồng cảm, giống như cái chị mà mình quân hôm qua vậy đó, ta đồng cảm. Nhưng mà thật sự khi mình nhắc tới câu chuyện này thì
nhiều của chú chị lại bình luận cũng như là gọi điện cho những anh em đây nói là cái giá của anh Tiên sẽ trả là như vậy, giúp làm gì nữa, đó là như vậy. Còn nhưng mà anh thấy em là một cái người thực sự ra một người ta gọi là rất là cao cả, đâu có ai thậm chí mà chị em cũng chưa chắc gì chăm sóc một cái người như em với Tiên và chị em con sẵn thôi. Tôi nghĩ thì như thế này, cô bác anh chị trong lòng nữa không những giúp đỡ em Tiên mà thấy hoàn cảnh của hai ông bà ngoại của Tiên già cả, như vậy cũng giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai ông bà ngoại của Trà My và em Tiên nữa, đúng không? Chứ không phải riêng cho bản thân em Tiên, có một cái điều đó phải rất quý. Rồi qua một tuần điều trị rồi thì em cảm thấy bệnh tình của em Tiên đã khá hẳn chưa Trà My? Ổn hơn rồi đúng không? Có khi nào mà từ hôm bữa bốn ngày hôm nay á, trên bệnh viện này thì em Tiên có nói với em rằng là thèm kia không? Vẫn có thèm á. Có khi nào chị em mà tâm sự với nhau không? Tâm sự như thế này. Rồi trong cuộc sống này thì Trà My yêu thích văn nghệ hay là thể thao gì, Trà My nói cho cô bạn chị biết đi. Ví dụ như Trà My có biết hát các ca gì không? Thì anh nói vậy là sao để cho cô bác anh chị xem nó có vẻ như là giải trí vui vẻ về cái tinh thần chứ. Ngay lúc này vui vẻ gì nữa anh Tiên. Buồn nỗi buồn còn trước mặt mình đây mà vui vẻ gì nữa. Anh hỏi chiếu nữa nha. Em có ước mơ là sau này em lấy được cái người gọi là một cái người người chồng hay là một người kể cạnh lên sát cái vai mình như thế nào không? Sau này trời đông sao thì em nhận vậy thôi. Chứ bây giờ em chưa có muốn. Em Tiên, anh My cũng đã nói rất là nhiều clip mấy clip rồi. Em Tiên thì anh My hiện tại bây giờ không mong muốn gì cả, mong muốn rằng là em Tiên này sớm bình phục, thậm chí em tự động em thắp nhang em cầu nguyện rất là nhiều đối với My để mà không thậm chí quên đi cái bản thân của mình, quên luôn tuổi thanh xuân của mình, quên cái tuổi em đúng là tuổi là ăn chơi làm và kiếm tiền để đi chơi đó. Thì 11 tháng nay em đã chăm sóc quên tặng 24/24 chưa tặng bên anh Tiên rồi. Em chỉ mong ước như thế nào, ước là em Tiên hao bình phục đi đứng lại thôi để về quê đó chăm sóc con bà ngoại mà nội nữa. Là một tấm lòng tuổi đáng nhỏ với một người tuổi đáng nhỏ, nhưng mà tấm lòng rất là quý, không phải người nào cũng làm được như em. Thôi cuối cùng thì em chúc em là luôn luôn mạnh khỏe, chăm sóc cho em tốt đẹp để mà gia đình em, để cho gia đình em được trở lại như bình thường ngày xưa, để mà có công việc ăn việc làm này đó. Và thay cái này thầy Minh bắt tay lên, okay. Rồi cảm ơn các bạn chị nha. Rồi bắt tay Tiên vậy My vậy là muốn dịch quay lại ăn đi. Chắc là giờ này Trà My cũng không ăn nổi rồi đúng không? Nổi, mua là ăn nổi à. Nếu mà mua nổi thì anh có theo quay thì anh em mua đi, nhưng mua đi anh em ngồi đây đợi, My ngồi đây đợi luôn. Có hôm nha. Có hôm á anh nói người quay á. Sợ là anh không phải thật sĩ đúng không? Không cần em quay gì cả, chỉ cần nó tấm lòng là ok à, đúng không My nha? Nói chung là anh em bây giờ cũng phải tiết kiệm đúng không? Thứ nhất là tiết kiệm, anh cũng phải tiết kiệm để mà chi phí đi lại quay phim này, rồi em cũng phải tiết kiệm để mà chi phí đi nuôi người tiên này đúng không? Cho nên anh em mình ăn cùng anh không cần chi phí, tại vì chi phí này nọ là anh táo anh lo chờ tôi đúng không? Còn cái chuyện mà anh đi mua là ở đây người ta dẫn bồi dưỡng cho em My, không phải bồi dưỡng. Rồi đi mua đi, nói là làm đang like trực tiếp đó, không ấy là khán giả qua sập kênh gán chịu nha.
Anh Phú hỏi em tên gì hỏi đi. Cho em nghỉ phép xíu đi. Em ngồi bình thường. Anh em mình nói chuyện bình thường thôi. Đang nói luôn đi. Em không biết gì. Thì sao hôm nay thấy em như là hôm qua thì thấy em có những cái hơi vui vui tí xíu, có những lúc hơi buồn. Rồi hôm nay thấy em giống như là sao ta? Thấy rầu rầu. Khá là mệt em ơi. Mệt. Tại vì chăm sóc người bệnh mình như vậy mà trung bình mình một tuần tụ tổng như vậy đó, em chăm sóc bên cạnh anh Tiên đó thì một tuần tổng em được khoảng 3 tiếng. Tối thì cũng sợ, có gần 10 giờ em ngủ thì 12 giờ là Gia Viên đi vệ sinh, 2 rưỡi rồi sáng là 4 giờ Gia Viên đi sinh, rồi 6 giờ. Anh hiểu được cái người mà chăm sóc người bệnh trong bệnh viện á, tại vì những người chăm sóc nó không bao giờ là họ ngủ ngon lắm, tại vì ngủ rất là chập chờn, tại vì bên cạnh mình lúc nào mình suy nghĩ là có người nằm đó không biết là cần thế này thế kia, cứ mơ mơ màng màng, sợ đâu có giấc ngủ ngon đâu đúng không? Mà tính nếu mà em thấy như vậy đó thì hôm bữa là bác sĩ nói thì là bác sĩ nó đợi lần em tiêm lại lần có thể mới có làm được. Dạ thì bác sĩ bảo là để cho mua hạt đẹp luôn, sẽ ít da, nhưng mà da của da em giờ nó rồi. Nếu anh Phúc nếu mà như vậy là bé này hết luôn, nếu mà như vậy là em cơ thể em hết luôn thì không? Dạ thì bác sĩ lấy được phần nào thì sẽ lấy. Lấy những cái như là da đùi, da đồ á. Da đùi, da bắp chân, vai. Là những cái chỗ như vậy mà đây thì có nghĩa có đồng nghĩa với việc ra là em sẽ chịu một cái sẹo suốt cuộc đời, cũng giống như là em sẽ thay thế em tiên sau này hiện tại giờ đó là như vậy đúng rồi. Tại vì em muốn cho em tiên là một người bình thường, da đồ này nọ là đẹp thì em phải chịu lại cái gọi là cái hoàn cảnh của em tiên, cái ngoại hình đó là nhờ nếu mà lấy vậy thì nó sẽ sẹo ra, sẽ lồi ra nó rất là xấu. Rồi em suy nghĩ như thế này, qua cái cử chỉ của em á, cái hành động của em, anh rất là ngưỡng mộ em, nhưng còn tương lai của em sau này nó em không quan tâm luôn, gia đình chồng con cái đồ này họ sau này nữa. Một cái cử chỉ rất là một cái hành động rất là cao đẹp luôn, cao đẹp luôn. Nhưng mà nhiều khán giả là không có suy nghĩ và cũng không tâm đến em, đó là thực sự. Bây giờ hôm nay thì mấy anh em mình đó có cái cuộc trò chuyện riêng với lại bé My đó, thì bé tâm sự như vậy thì thằng đã đưa lên trên mạng cô chú chị rất là quý bé Trà My, rất là thương vì cái người chị họ nghe chúng ta là hủy hoại cái tâm sự để mà cho chị mình là lành lặn lại, để là chị lành lặn lại cứ ngay để chị không có sức khỏe thì chị đi làm. Thử hỏi có ai mà làm được như vậy đâu, không ai làm được luôn. Em dám tuyên bố với anh chỉ có cha con hoặc là mẹ con thôi, anh em ruột là không bao giờ lo chuyện đó. Nhưng mà sợ ra có một không hai dám đấu chắc như có một không hai. Anh hỏi nè, từ khi mà lớn lên á là em chơi và đi chơi với em Tiên là lâu chưa? Em sống với nhà là 18 tuổi, em sống với nhà là 18 năm rồi. Là hai chị em đi đâu cũng cũng có mặt hết hả? Cũng như là vừa chị em mà vừa là bạn bè thân luôn nha. Là xưa giờ là em từ bé là em đã ở bên nhà ngoại rồi hả My? Rồi là cái người chăm sóc cho em là từ nhỏ tới lớn là ai? Ông bà ngoại của em.
thì bây giờ thành ra là em xem là bé Trà My, bé Tiên cũng là ở bên nội, là cũng là ông bà nội chăm sóc hồi xưa giờ luôn. Bây giờ thành ra là hai chị em nói chung là nó thiếu chút thương của cha mẹ. Rồi bây giờ là em xem ông bà ngoại của mình là hai cái người thân thiết với Tiên, sau nữa là sẽ ra em Tiên do gần giữ lâu ngày đó, phát sinh một cái tình cảm rất là đặc biệt. Đây nè, anh hỏi là nhà em, ba mẹ em thì hôm qua anh có hỏi thì em có chia sẻ là ba mẹ em cũng tan vỡ đúng không? Thì nhà giữa nhà em với nhà em Tiên với nhà của em gần nhau. Là cái nhà tình thương mà hôm bữa anh em xuống dưới quay hả? Là ba mẹ mẹ em ở chung đó luôn. Ngoại á. À đúng rồi, ông ngoại em là ông nội của Tiên đúng không? Dạ, ông ngoại em bị bệnh tim. Dạ, bị phổi, bị nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Bây giờ là ông chỉ nằm một chỗ thôi. Dạ. Ông nói được không em? Dạ được anh. Được ha. Ngồi dậy được không? Dạ ngồi dậy thì mệt. Ngồi dậy thì mệt. Dạ. Rồi mình có uống thuốc hồi này nọ không? Dạ có. Rồi bà bán giấy số gì tiền đâu mà vừa lo cho em Tiên rồi lo cho gia đình rồi lo cho thuốc khang cho ông nữa. Dạ thì phải đi vay đi mượn anh. Không có tiền thì phải mượn, phải vay chứ nếu mà không có tiền thì không mua thuốc cho ông được. Còn không thì cô ba đi làm thì gửi tiền về mua thuốc cho bà ngoại rồi mua thuốc cho ông ngoại. Là có nghĩa là mỗi lần mà ông ngoại á, mà mỗi lần mà hết thuốc á là phải đi vay mượn tiền người ta. Dạ, để mua thuốc. Dạ. Chứ thật sự ra mà khi mà nghe nói đó, bà kể là bà bán giấy số ngày khi 40-50 tờ thì là 40-50 ngàn. Dạ. Trong khi bà cũng phải đi uống nước nữa đúng không, thì vài chục ngàn đó thì chỉ đủ chi phí cơm gạo hàng ngày, thậm chí còn thiếu hụt nữa. Dạ. Cái tiền đâu mà uống thuốc. Thì ông ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ ông ngoại em năm nay 79 tuổi. 79 ha, gần 80 rồi. Thì ở hàng xóm anh cũng nghe được bà con ở đó nói là cũng sống nhờ tình thương hàng xóm luôn hả? Dạ. Người ta cũng hay cho đồ, thấy hoàn cảnh mình vậy đúng không? Nhưng mà nhà mình hình như là không có ra đàn ông nào mà gọi là làm có tiền nhiều hả? Dạ là có cậu ba em. Cậu ba là ba có tiền hả? Dạ thì cậu ba cũng phải lo cho cậu ba. Rồi tiền ăn, tiền uống nữa. Thì cậu ba cũng có cả tiền về để chăm sóc, để mua thuốc cho ông ngoại với bà ngoại. Không phải là riêng cái cuộc sống của em Tiên mà hình như em thấy cả gia đình luôn không? À, do cái sự cố của em Tiên đó thì hiện tại giờ là gia đình đang gặp bế tắc. Nhưng mà thương nhất á là bây giờ bé Trà My em còn quá nhỏ đi, là em gánh trên cái đầu vai của em á là nó quá lớn ra. Nhưng mà cái trách nhiệm này á, đúng ra là không phải của bé Trà My, nhưng mà em vẫn gian cái đôi vai của mình ra để em gánh. Theo như em thấy là bé Trà My này rất là thương em. Trước là cái tuổi này đúng ra là phải đi chơi chứ đâu có chăm lo cho gia đình đâu. Tuổi này là tuổi ta gọi là tuổi lớn đó, tuổi mà ăn với chơi á, nổi loạn. Dạ đúng rồi, giống như anh em mình lúc trước như vậy thôi, qua một cái thời đó. Nhưng mà em có một cái gọi là cái suy nghĩ cho một cái tinh thần rất là hay. Mấy anh ở đây rất là nể nha. Dạ. Rất là, tại vì lúc mà em chăm bé Tiên là hình như em mới 17 tuổi à. Dạ, năm nay mới được 18 tuổi. Dạ. Cái gì bé My nhỏ con ốm yếu vậy, hiền và cũng không thể không lại sức khỏe yếu. Dạ. Em cảm ơn quý bà anh chị đang xem live trực tiếp của anh em ở đây. Bình thường đi em, cứ anh em mình ngồi nói chuyện bình thường giống như là bạn bè đi. Cô vô ngồi nói chuyện luôn đi. Nghe anh hỏi. Cái gồ đó là hình như là lại giống là muốn thay thế đúng không? Thay thế em về. Sẵn của em đây. Em cứ nói lên cái
tâm tư nguyện vọng của chị em á. Dạ. Thì cứ nói thì cho cô biết như là cũng rất là quý cái tấm lòng của cô tới đây để mà muốn chung cái tay phụ giúp phần nào lo cho bé Thiên. Dạ. Thì nói chung là nãy anh em mình cũng chia sẻ thì hôm nay thì tại vì cái chị này là bên có một anh khác, bên anh YouTube khác lại, chứ thật sự ra anh cũng đón được cái ngày hôm qua rồi. Dạ. Tại vì chăm sóc một người bệnh anh thì không phải là dễ đâu, còn phải hỏi ý kiến của em Tiên nữa, chứ không phải là mình lên chăm, tại vì em giữa em với em Tiên là thứ nhất là cũng như bạn bè cũng như là anh chị em rồi. Dạ. Cho nên là khi mà em Tiên mà liếc hay là ho cái gì là em hiểu được cái em Tiên muốn như thế nào. Dạ. Đúng không, rõ ràng là nó như vậy. Do chị em chơi với nhau từ nhỏ rồi, 11 tháng nay thì do một tay của em Y này chăm sóc, cho nên đó là những cái gì á là bé Tiên muốn á thì em Y này đã hiểu ý hết. Khá là mệt ha.